Trước mắt chúng ta đây là hóa chất tại đa năng Goodmed. Hóa chất này được sử dụng cho các khu gia đình, khu vực gia đình như là phòng bếp, phòng tắm và chậu rửa. Thì hóa chất này có công dụng là tẩy vết, rỉ, sát ố vàng và hóa chất vệ sinh công nghiệp trên các bề mặt son nồi hoặc là bề mặt inox. Với quy cách đóng gói của chai là 500ml thì sản phẩm này được ưa chuộng để sử dụng hàng ngày trong quá trình vệ sinh nhà ở.